Kasper. Chỉ một Chapman mở 5 thành tựu. Vâng, sản phẩm của chúng em tưởng chừng vô cùng truyền thống khi mà mỗi người mỗi năm sẽ ăn ít nhất một lần, đó chính là bánh kem sinh nhật. Tuy vậy, với thế mạnh về công nghệ và quản trị chuỗi, chúng em hy vọng sẽ chuyển đổi số cho lĩnh vực bakery khá là truyền thống này. Em là Hiệp ạ, CEO và founder của Save the Cake Cloud Kitchen, chuyên ship bánh sinh nhật. Với lợi thế về công nghệ quản trị, sử dụng hệ thống ERP và CRM, chúng em có thể cung cấp những chiếc bánh sinh nhật hoa quả, đảm bảo cả hai tiêu chí tươi và nhanh đến bất cứ một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ nào, chỉ trong vòng 1 giờ kể từ khi mà khách đặt hàng. Đây là điều mà thị trường đang rất khó có thể làm được. Với hơn 8 năm kinh nghiệm ở trong ngành bakery, chúng em đã có thể tối ưu được cái chuỗi cung ứng từ nguyên liệu cho tới quy trình sản xuất tinh gọn để có thể sản xuất ra những chiếc bánh với mức giá rất là hợp lý. Nghiên cứu và phát triển 7 tháng, sau đó là 12 tháng tập trung vào bán hàng và marketing. Hiện tại chúng em đã có 3 bếp hoạt động tại Hà Nội, bắt đầu có lãi và sắp tới sẽ bước sang giai đoạn cất cánh. Hôm nay thì để các sếp có thể hiểu rõ thêm về sản phẩm, em mang đến đây 5 mẫu bánh là best seller. Xin mời các sếp. Quá đẹp không ạ? Bình thường bánh ngọt không phải là sở trường của mình nhưng mà cái này ngon quá. Dạ. Ok, bánh Black Forest này ngon đấy anh Minh ạ. Good. Hôm nay chúng em mang đến đây cho các Shark một cơ hội đầu tư vô cùng ngọt ngào. Đầu tư 3 tỷ để đổi lấy 6% cổ phần của công ty Save the Cake ạ. Chúng em đang có 3 bếp, công suất hiện tại là rơi vào khoảng độ 80 bánh trong một bếp đang hoạt động tại thị trường Hà Nội. EBITDA là tầm 13%, còn net profit rơi vào khoảng 10% ạ. Trong một năm qua thì đạt được doanh số là 15 tỷ. Xong rồi hết chi phí luôn, tiền lương rồi toàn bộ luôn chưa? Tiền lương của các em luôn chưa? Dạ, các bạn tính đầy đủ rồi ạ. Đầy đủ hết. Dạ, thực ra thì là tính tiền lương của Hiệp, còn là em là cổ đông nhưng mà không trực tiếp hoạt động ở công ty này ạ. Tại sao một trong hai bạn lại không làm việc full time cho cái startup này? Thực ra là em với Hiệp là quen nhau từ cấp 3 ở Hà Nội Am, sau đấy là học ngoại thương cùng với nhau và bọn em bắt đầu khởi nghiệp với nhau từ lúc tốt nghiệp ạ. Xong rồi sau đấy thì thực ra là cái này thì em phải nói luôn, không sợ các sếp lại bảo là bọn em chuyển giá hay gì đấy. Tức là bọn em là đang là CEO và founder của một công ty khác chuyên bán lẻ nguyên liệu làm bánh. Thế nên là em vẫn đang hoạt động chính ở cái công ty đấy. Còn ở công ty này thì em chỉ là cổ đông nhưng mà không có hoạt động. Dạ vâng, không có vận hành ạ. Chi phí lớn nhất của mình trong một cái bánh này thì nó sẽ là cái gì? Chi phí lớn nhất trong cái bánh này nó đang là chi phí marketing ạ. Ok, make sense ha. Chi phí marketing của bên em nó đang rơi vào là 30% ạ. Em dự đoán được là cái bánh nào sẽ thường được đặt nhiều hay không, bởi vì nó phụ thuộc vào cái việc em trữ hàng tồn kho như thế nào mà. Hiện tại thì đây số inventory của bọn em nó rơi vào tầm khoảng độ là 15 ngày, là cái giá vốn của bánh nó không hề cao. Đâm ra lượng hàng tồn kho thì nó cũng không quá là đáng kể. Thế hiện tại một cái bánh này em đang bán với giá bao nhiêu? Có hai bánh kem, nó rơi là bánh Black Forest và bánh sữa chua hoa quả, là bọn em bán với giá 270.000. Còn ba bánh mousse là bánh thanh long, bánh trà chanh dạ tay và bánh mousse bơ dừa, bọn em bán với giá 320.000 ạ. Em bổ sung một chút ạ, tại vì là ở đây bọn em có một cái insight ở khách hàng. Tức là bánh sinh nhật nó không bao giờ nó đi một mình, mà ở trong một bữa tiệc sinh nhật thì nó còn có cả một món quà chính nữa. Cho nên là khách hàng người ta sẽ cần phải có một cái budget người ta để lại để cho cái món quà chính. Vì thế nên bọn em đã tìm hiểu và cái gọi là sweet spot của cái phần giá này nó sẽ là từ 200 đến 250. Thì bọn em có cái size gọi là size mini, nó phù hợp với cả cái mức giá đó. Cái ERP của em là cái gì? Ngay từ khi ra trường thì em đã làm lập trình và xây dựng cái hệ thống ERP cho cái chuỗi cửa hàng. Thứ nhất là em có cái phần quản lý mua hàng. Như các sếp cũng biết là mình phải tối ưu được cái số lượng hàng tồn, đồng thời là mình không được để hết date, tại vì là bọn em có hoa quả tươi. Công thức của em sẽ xây dựng dựa trên là MOQ, rồi là cái độ quan trọng của sản phẩm, lead time từ vendor. Tại sao là MOQ mà không phải là EOQ? EOQ này thì mình sẽ tính dựa trên nhập hàng cho cả tháng năm ấy. Mà bọn em thì có yếu tố mùa vụ nó rất là lớn. Ví dụ như là các đợt như là 8 tháng 3, 20 tháng 10, cái lượng đặt hàng nó sẽ tăng đột biến. Cho nên là mình sẽ nhìn ở cái time frame nó ngắn hơn. Nên là cái mình sẽ tính theo cái số ngày còn lại của hàng hóa thì nó sẽ tốt hơn ạ. Cái tiếp theo là phần quản lý hàng tồn ạ, stock management. Cái phần này thì em nghĩ là khi mà mình đã có số tồn đúng thì mình sẽ đảm bảo được hai yếu tố. Một là cái chất lượng sản phẩm mình đảm bảo. Cái thứ hai là mình giảm được cái hao hụt.
Thì tại sao lại thế? Bởi vì là toàn bộ các cái công thức làm bánh thì bọn em đã được số hóa và được đưa lên hệ thống, cho nên là các con số hàng tuần của em luôn luôn ở thời gian thực. Mỗi một SKU thì bọn em đã giao đến cho bếp là cái định mức hao hụt đó là bao nhiêu. Hàng tuần, hàng ngày và hàng tháng thì sẽ có các cái suggestion về mặt là SKU nào cần được kiểm. Và khi đó thì khi kiểm phát hiện ra ngay các cái hao hụt hoặc là dư thừa, để từ đó thì có những cái biện pháp mà xử lý cho cái phần đấy. Chính vì thế mà bọn em đạt được cái lượng hao hụt là nhỏ hơn 1%, em nghĩ là cũng đã khá là đáng tự hào. Tiếp theo là phần quản lý liên quan đến sản xuất. Ở cái phần này thì em nghĩ là có cái phần quan trọng là mình có thể tracking được đến từng một bạn nhân viên làm ra cái bánh nào. Thì một là em sẽ có được cái trách nhiệm của bạn ấy đối với cái bánh đấy nếu mà nó có vấn đề gì xảy ra. Và cái thứ hai là cái lương bạn ấy thì gắn với năng suất, cho nên là nó ngày càng hiệu quả hơn. Cuối cùng là phần quản lý bán hàng. Ở phần này thì bọn em trước đã có phần chatbot rồi, nhưng mà nó chưa thông minh lắm, nó sẽ là tự động thôi, thì đã giảm tải được cái thời gian, tức là giúp cho khách hàng kiểu nói chuyện với bọn em thì đã được phản hồi nhanh hơn. Nhưng mà tương lai thì bọn em còn có chatbot AI nữa, hoàn thiện được cái quy trình từ đầu đến cuối mà có thể lên được đơn hàng cho khách, không cần có sự can thiệp của con người nữa. Customer chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Customer chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Từ góc độ của khách hàng thì khi mà họ nghĩ đến bánh sinh nhật ấy, thì hiện nay cũng đã có một số những cái thương hiệu nó xuất hiện ngay trong đầu, gọi là top of mind rồi. Thế thì lý do gì mà họ lại phải chuyển qua để họ order từ phía bên mình? Với nhóm các cái chuỗi lớn, bọn em định nghĩa là các cái chuỗi mà có ít nhất là 10 điểm bán, họ sẽ có một cái vấn đề là họ phải có central kitchen, bếp trung tâm. Cái bếp này thường là phải là tối thiểu là 1.000m² và phải ở khu vực ngoại thành. Thế nên là cái việc ship hàng của họ nó sẽ lâu hơn. Cái thứ hai là vì họ có điểm bán, thế nên họ phải trưng bày. Thời gian date của bánh được trưng bày nó rơi vào tầm 3 đến 4 ngày tùy chuỗi. Nên so với các cái chuỗi cửa hàng lớn thì cái USP của bên em nó sẽ là tươi ạ. Để làm ra một cái đế bánh thôi, cái thời gian nướng bánh thôi, nó cũng đã phải mất đến 3-40 phút rồi, là tối thiểu rồi. Làm thế nào để mình có thể mà ship trong vòng 1 giờ từ lúc mà khách hàng đặt hàng? Cái đấy bọn em sẽ phải predict được trước là lượng cốt bánh sẽ dùng trong ngày sẽ là bao nhiêu. Còn bọn em chỉ có làm phần trang trí. Thực ra thì cái 1 tiếng bên em có đưa ra thì nó mới đang nằm ở xung quanh bán kính tầm khoảng độ là 3 km ở các bếp hiện tại mà bên em đang hoạt động. Còn khi mà em nhân rộng hơn thì mới có thể là full map được ạ. Mình có làm master kitchen để ví dụ như làm cốt bánh chẳng hạn, xong rồi phân bố cho các cái bếp khác. Hiện tại là bên em thấy chưa cần. Bạn có định franchise không? Thì với cái mức đầu tư nó cũng chỉ đâu đó khoảng 600 triệu cho một bếp. Và cái mức lợi nhuận nó rất là hấp dẫn như vậy, nên là em chưa thấy cái lý do để mà mình cần phải franchise. Nếu mà chúng tôi đầu tư thì chúng tôi kỳ vọng gì ở các bạn? Khi đi thăm Trung Quốc ấy, thì đã có một cái mô hình tương tự rồi, gọi là PG Model. Thì ở bên đấy thì cái lượng cửa hàng người ta đã đạt được đến con số là hơn 1.000 bếp ạ. Vâng, thì em thấy là đấy là một tiềm năng rất là lớn. Đâu đó ở Việt Nam thì có thể là mình chia ra thì ít nhất là phải mở được 90 bếp. Bọn em dự định là trong năm tiếp theo thì bọn em có thể mở được thêm 5 bếp nữa, lên là 8, sau đó tăng năm tiếp theo là 18 và lên 30. Thì là năm 2026 sẽ là 30. Vâng, với doanh thu khoảng sẽ lên đến gần 200 tỷ. Lợi nhuận thì khoảng 10%, đâu đó 10%. Tất nhiên là mình sẽ không thể nào mà mình kỳ vọng là vừa ra cái thì nó sẽ đủ đạt được đúng cái mô hình như vậy, đúng không? Nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Tôi thích cái background của các bạn, hai bạn học AM rồi là học ngoại thương, rồi cũng có background về công nghệ thông tin, các thứ là rất là thú vị. Tôi thì cũng có một cái thương hiệu trà Hakocha và tôi nghĩ rằng là bánh nó rất hợp với trà, uống trà ăn bánh thì tuyệt vời rồi. Đáng nhẽ nếu mà tôi 3 tỷ bạn 3 tỷ thì phải 50-50. Đấy, nhưng mà tôi chuyển lại cho bạn là 14%. Vì vậy tôi đề nghị là 3 tỷ cho 36%. Nếu mà để gọi là thực sự cần con số 3 tỷ thì cũng không phải là gọi là bức thiết. Nhưng mà cái bên em cần nó là sự đồng hành của các shark để có thể mở rộng các cái lần gọi vốn lần sau. Tôi chuẩn bị ra một cái deal đây. Tôi đã từng đầu tư một công ty làm sự kiện và tôi nhìn thấy là có khả năng mình có thể hợp tác được với họ. Đồng thời chúng tôi cũng từng đầu tư vào cái mô hình Cloud Kitchen rồi. Có điều là cái mặt hàng thì nó khác thôi. Chúng ta cũng không cần giải thích quá nhiều. Tôi thích bánh của các bạn, 3 tỷ, 25%. Rất màu sắc, tại làm thể suy nghĩ thêm ạ. Cái mô hình của bạn thì nói chung là cũng tương đối hay á. Tại vì thực ra cái nhu cầu sinh nhật là ngày nào cũng chẳng có sinh nhật. Chính xác, chính xác. Dân ví dụ như 100 triệu dân thì cái GDP 365 ngày là biết ngày là mua được bao nhiêu cái bánh rồi. Các shark có biết là tháng nào trong năm là có nhiều sinh nhật nhất không ạ? Tháng nào mà lạnh nhất á. Tính từ Valentine đổ đi.
10 ạ. À thế ạ? Tháng 10 là tháng sinh nhật nhiều nhất. Tại vì 9 tháng trước đấy là mùa cưới. Mình cũng offer là 25% cho 3 tỷ. Mình muốn offer cho các bạn một cái deal convertible loan 3 tỷ nhưng mà mình sẽ chuyển đổi cuối năm 2024 với cái multiple là 5 lần EBITDA. Như vậy nếu mà theo các bạn đang tính ở đây lợi nhuận khoảng 3 tỷ đấy, EBITDA cứ cho là khoảng 3 tỷ đi. 15 tỷ. Thì là 15 tỷ và 3 chia 15 là 20%. Tôi thì cảm giác cái ngành này hiện nay ngay tại thời điểm bây giờ thì tôi chưa đầu tư. Thực ra tôi đã đưa cho bạn một cái offer rất tốt, bởi vì ngay khi các bạn chọn cái offer tôi có thể đưa các bạn ngay vào công ty sự kiện. Tôi còn một cái lý do khác để mà quan tâm đến các bạn bên ngoài cái chuyện là tôi có trà bạn có bánh. Đó là tôi đang làm cái du học nghề ở Đức. Và một trong những cái nghề mà tôi đang đưa các bạn sang để học đó là nghề làm bánh. Ở châu Âu rất rất thiếu thợ làm bánh. Khi mà làm việc với tôi, các bạn sẽ có thể tiếp cận với hàng triệu khách hàng của Beta Cinema, cũng là cái nhóm khách hàng rất là phù hợp để mua những cái sản phẩm bánh này, các bạn hiểu đúng không? Thế là deal anh là 20%. Ok, được rồi, thế thì em sẽ match hai cái deal này luôn. 20%. Tôi biết là các bạn muốn raise fund những vòng tiếp theo. Raise fund là nghề của tôi rồi. Không cần raise fund làm gì đâu. Cái deal của mình là vay chuyển đổi, cho nên nếu các bạn có cái kết quả kinh doanh năm 2024 tốt hơn thì cái phần trăm các bạn bị mất sẽ ít hơn. Không, không cần vay luôn. Bên em đưa ra một cái counter offer, nó sẽ là 3 tỷ để đổi lấy 12%. Em có chỉ cổ tức hàng năm cho cổ đông không? Dạ có ạ. Là chỉ bao nhiêu phần trăm? Em sẽ cam kết ở mức là 50%. Tôi không thay đổi cái offer của mình. Tôi sẽ không thay đổi cái deal của mình đâu. Tôi đấy nghĩ đấy là một cái deal phù hợp rồi. Cảm ơn sếp. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Rất hy vọng là sau anh sẽ có thể có một cái deal tốt hơn, tại vì là đã từng đầu tư cho một cái về mật ong, nó cũng ngọt như bánh. Bây giờ chốt lại là 18%. Rồi, chị cũng sẽ đưa ra offer tương tự cho anh Hùng Anh. Nếu mà các bạn tiếp tục đàm phán với các khách khác thì các bạn sẽ mất cái deal này. Em xin mượn câu của Sắc Bình là như gặp tình huống khó thì mình chưa được cắt nửa đúng không ạ? Nghĩa là bọn em muốn offer là 3 tỷ cho 15% ạ. Thôi, thế thì nhường anh Hùng Anh đấy. Bây giờ 17. Vậy là chúng ta sẽ chốt là 3 tỷ lấy 17% và bọn em sẽ có thể mua lại 2% đấy. Ok. Nếu mà chúng em đạt được KPI ạ. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn anh nhiều. À, vâng, em cảm ơn điều của Sắc Hưng, Sắc Tự Lâm và Sắc Minh ạ. Casper chỉ một chất men mở năm thành tựu.